Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 101. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ, Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạc trước mặt tôi. Tôi ghét công việc kẻ bất trung, việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi, tôi sẽ chẳng biết sự ác. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình, còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi. Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi, người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi. Mỗi buổi mai tôi sẽ diệt hết thảy kẻ dữ trong xứ, đặng trút mọi kẻ làm ác khỏi thành Đức Giê-hô-va. Chương 2. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Và ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy, tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha là vì anh em mà tha ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết. Cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ. Chương 23. Người ta đến nói cùng David rằng, kìa, dân Philistine hãm đánh Ke-i-la và cướp lấy các sân đạp lúa. David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi có nên đi đánh người Philistine này chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng, hãy đi đánh người Philistine và giải cứu Ke-i-la. Song những người theo David nói rằng, chính tại đây trong xứ Giu-đa chúng ta sợ hãi thay, phương chi đi đến Ke-i-la mà đánh quân lính Philistine. David lại cầu vấn Đức Giê-hô-va nữa. Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy trỗi dậy đi xuống Ke-i-la, ta sẽ phó dân Philistine vào tay ngươi.
Vậy David đi cùng những kẻ theo mình đến Keila đánh dân Philistine, làm cho chúng phải thua lớn. Ấy David giải cứu dân Keila là vậy. Và khi Abiathar con trai của Ahimelech đi trốn đến cùng David tại Keila, thì có đem theo cái ephod. Người ta cho Saul hay rằng David đã vào trong Keila. Saul nói: Đức Chúa Trời phó nó vào tay ta, bởi vì nó đã đi giam mình trong thành có cửa có then. Vậy Saul chiêu hết thảy quân lính đặng đi xuống Keila, vây phủ David và những kẻ theo người. Nhưng David biết rằng Saul toan mưu hại mình, thì nói cùng thầy tế lễ Abiathar rằng: Hãy đem ephod đến. Đoạn người cầu rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tôi tớ của Chúa có hay rằng Saul toan đi đến thành Keila đặng phá thành vì cớ tôi. Các quan trưởng Keila sẽ nộp tôi vào tay Saul chăng? Saul sẽ đi xuống y như lời tôi tớ Chúa đã nghe nói chăng? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, xin cho tôi tớ Chúa biết điều đó. Đức Giê-hô-va đáp: Saul sẽ đi xuống. David lại hỏi rằng: Các quan trưởng Keila sẽ nộp tôi và những kẻ theo tôi vào tay Saul chăng? Đức Giê-hô-va đáp: Chúng nó sẽ nộp các ngươi. Bây giờ David và những kẻ theo mình, ước chừng 600 người, đều đứng dậy đi ra khỏi Keila và rút ở nơi nào được thì ở. Saul hay rằng David đã thoát khỏi Keila thì bỏ không kéo binh đi. David ở trong đồng vắng, trên nơi cao hiểm hóc, tức là ở trên núi tại đồng vắng Síp. Saul tìm kiếm người không ngớt, nhưng Đức Chúa Trời chẳng phó người vào tay Saul. David thấy Saul đã kéo ra đặng hại mạng sống mình, thì ở lại trong rừng của đồng vắng Síp. Bây giờ Jonathan, con trai của Saul, đứng dậy đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà rằng: Chớ sợ chi, vì tay của Saul cha tôi sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Saul cha tôi cũng biết rõ điều đó. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Dân Síp đi lên cùng Saul tại Gibea mà nói rằng: David ẩn giữa chúng tôi tại nơi đồn trong rừng trên gò Akila ở về phía nam của đồng vắng. Vậy hỡi vua, hãy xuống y theo lòng sở ước của vua, chúng tôi chịu lo nộp hắn vào tay vua. Saul đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta. Hãy đi hỏi thăm cho chắc hơn nữa, đặng biết và xem xét chỗ hắn trú và ai đã thấy hắn ở đó, vì người ta có nói rằng hắn rất khôn quỷ. Vậy hãy xem xét và biết mọi nơi hắn ẩn, đoạn trở về nói lại cùng ta cho chắc, thì ta sẽ đi cùng các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ, thì ta sẽ tìm hắn trong hàng ngàn dân Giu-đa. Vậy chúng trỗi dậy đi về Síp trước Saul, còn David và những kẻ theo người ở nơi đồng vắng Ma-ôn tại Araba về phía nam Giê-si-môn. Saul và những kẻ theo người đi tìm David. David hay được điều đó, bèn xuống hòn đá và ở trong đồng vắng Ma-ôn. Saul hay được, bèn đuổi theo David trong đồng vắng Ma-ôn. Saul đi sườn núi bên này, còn David và bọn theo người đi sườn núi bên kia. David vội vàng chạy trốn đặng thoát khỏi Saul. Nhưng lúc Saul và các đầy tớ vây phủ David và bọn theo người đặng hãm bắt, thì có một sứ giả đến cùng Saul mà nói rằng: Hãy mau mau trở về, vì dân Philistine đã xâm phạm xứ ta. Vậy Saul thôi đuổi theo David đi đánh dân Philistine. Bởi cớ ấy người ta gọi chỗ này là hòn đá phân rẽ. Chương 24. Đoạn David đi lên khỏi đó, ngủ tại trong đồn En-Gedi. Khi Saul đuổi theo dân Philistine trở về rồi, có người đến nói cùng Saul rằng: Kìa, David ở trong đồng vắng En-Gedi. Saul bèn đem 3.000 người chọn trong cả dân Israel kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người cho đến các hòn đá của dê rừng. Saul đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá.
Saul-lơ bèn vào đó đặng đi tiện. Vả, David và bọn theo người ở trong cùng hang. Những kẻ theo David nói cùng người rằng: Này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông: Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi, hãy xử người tùy ý ông. Nhưng David đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Saul-lơ. Đoạn, lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy quở trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình Saul-lơ. Saul-lơ đứng dậy ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Đoạn, David cũng trỗi dậy đi ra khỏi hang đá gọi Saul-lơ mà nói rằng: Hỡi vua chúa tôi. Saul-lơ ngó lại sau mình thì David cúi mặt xuống đất mà lại. David nói cùng Saul-lơ rằng: Nhân sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David kiếm thế làm hại vua? Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thể thấy được rằng ngày nay trong hang đá Đức Giê-hô-va đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua, nhưng tôi dâng thứ cho vua mà rằng: Ta không tra tay trên mình Chúa ta, vì người là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Vậy cha ơi, hãy xem cái vạt áo tơi cha mà tôi cầm trong tay. Bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha mà không giết cha, thì nhân đó khá biết và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác hoặc sự phản nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha. Còn cha lại săn mạng sống tôi để cất nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét giữa cha và tôi. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói: Sự ác do kẻ ác ra, nhưng tay tôi sẽ không đụng đến mình cha. Vua Israel kéo ra đánh ai, cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bỏ chét. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi. Ngài sẽ xem xét binh vực cớ lý tôi và xử cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Khi David nói xong các lời này thì Saul-lơ đáp rằng: Hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? Saul-lơ cất tiếng lên khóc nói cùng David rằng: Con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha, vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, song con không có giết cha. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Quả hẳn ta biết rằng con sẽ làm vua và nước Israel sẽ bền lâu ở trong tay con. Vậy bây giờ hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng ta rằng con sẽ chẳng diệt dòng dõi ta và chẳng hủy danh ta khỏi nhà tổ phụ ta. David lập lời thề cùng Saul-lơ. Saul-lơ bèn trở về nhà mình, còn David và các kẻ theo người trở lên nơi đồn. Chương 25. Kế ấy Samuel qua đời, cả Israel nhóm lại đặng than khóc người, rồi chôn người trong nhà người tại Rama. David bèn đứng dậy đi xuống đồng vắng Pharan. Vả có một người ở Maôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đang ở Cạc-mên đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Naban và vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Caleb. David ở trong rừng hay rằng Naban hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: Hãy đi lên Cạc-mên tìm Naban, nhân danh ta chào người và nói rằng: Nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tới ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy xin các cả trai trẻ được ơn trước mặt ông
vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hễ tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là David. Vậy, các gã trai trẻ của David đi đến mà nhân danh David lặp lại cho Na-ban mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Na-ban đáp cùng các tôi tớ David rằng: ai là David, ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao? Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng: mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình. Chúng đeo gươm mình và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail vợ của Na-ban rằng: David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào chủ chúng tôi, nhưng Na-ban ở gắt góng cùng họ. Xong, trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng, thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo chăn bầy chiên chúng tôi, thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Vậy bây giờ, khá xem xét điều bà phải làm, vì đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên được nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn người nói cùng các tôi tớ rằng: hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi. Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-ban chồng mình. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ, thì David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Vả David có nói rằng: vậy thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này có trong đồng vắng, đến nỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na-ban, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết. Khi Abigail thấy David, liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất tại trước mặt David mà lại. Vậy, nàng phục dưới chân người mà nói rằng: lạy Chúa, lỗi về tôi, xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông, xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-ban, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn là Na-ban, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy chính tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề: nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như Na-ban. Và bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu, vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống. Còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. David đáp cùng Abigail rằng: đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác mà thề rằng: nếu nàng không vội vàng đến đón ta, thì đến sáng mai, phàm vật gì thuộc về Na-ban
sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. Vậy, David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng: Hãy trở lên nhà ngươi bình an. Hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. Khi Abigail trở về cùng Nabal, thì Nabal đang ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Nabal có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai, khi Nabal đã giả say rồi, vợ người thuật lại hết, lòng người bèn kinh hoảng trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Nabal và người chết. Khi David hay Nabal đã chết thì nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Nabal và đã giữ tôi tới ngày khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Nabal đổ lại trên đầu hắn. Đoạn, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ mình. Những tôi tớ David đến tìm Abigail tại Cạc-mên mà nói rằng: David sai chúng tôi đến cùng nàng, vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn trỗi dậy, sắp mình xuống đất mà nói rằng: Này con đòi của Chúa sẽ làm tôi mọi Chúa, đặng rửa chân các tôi tớ của Chúa tôi. Đoạn Abigail vụt đứng dậy, cởi lừa mình, có 5 con đòi đồng theo, mà đi với các sứ giả của David, đặng làm vợ người. David cũng có cưới Ahinoam ở Gitreen, và cả hai đều làm vợ người. Vả, Saul-lơ đã gả Mi-canh con gái mình, và là vợ của David cho Phan-ti, con trai của La-ít, người Ga-lim. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.